Orang. Đây, chào các bạn. Đây là món gà nướng muối ớt. Các bạn nhìn thấy nào, ngon không? Rất tuyệt vời luôn. Cay á, đây là muối ớt để chấm này. Cái này chắc phải cay cấp độ mấy không biết. Là phát à? Rất ngon. Em răng dành chưa? Nó gọi là hơi cay một chút thôi. Em dành chưa? Cho anh cái ví dụ như là một canh được hoặc là thêm một lát lát chanh ở trong thế. Cái này chị chỉ muốn ăn một canh thì một canh thêm. Đây là nước sốt của đồ nướng. Rất ngon, nhưng mà gọi là không, người ăn được cay thì tốt, phải lấy thêm. Gà rang muối ớt. Này uống bia nhá, bia hơi nhỉ. Ăn nó ngon. Làm cơ lội. Thôi đâu, gạt 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 cái ở trên nhá. À, họ trộn, chắc họ trộn trước rồi. Chưa có thể đổ chứ, đừng cho hạt tiêu rồi em. Thế không ăn được, còn không ăn được cay. Ăn cay. Sau này đẻ con ra sữa lắm. Trước em gái em nó ăn cay rồi sữa ta hết cổ con luôn. Làm ăn cay đó. Có nào?